chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay kính thưa quý vị và các bạn thân mến chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yên bái tử vong một cách bất thường tại bệnh viện Tối ngày 15 tháng 8 năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Yên Bái và gia đình ông Hoàng Xuân Đán thông báo ông Hoàng Xuân Đán sinh ngày 11 tháng 10 năm 1974 tại thị xã Yên Bái, nay là thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã từ trần vào lúc 13 giờ 5 phút ngày 15 tháng 8 năm 2020. Ông Nguyễn Hoàng Hà, Tránh Văn phòng cấp ủy và chính quyền thành phố Yên Bái cho hay là ông Hoàng Xuân Đán, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã tử vong và nguyên nhân là do nhồi máu cơ tim dẫn đến đột quỵ. Nhưng mà thực tế thì ở tỉnh Yên Bái thì chúng ta cũng đã thấy xảy ra rất nhiều những chuyện bất thường. Như hồi cách đây vài năm thì đã xảy ra vụ nổ súng và uh, đã giết nhau tại trụ sở Ủy ban nhân dân của tỉnh Yên Bái. Theo ông Hà thì vào sáng ngày 15 tháng 8 năm 2020, ông Đán vẫn đến cơ quan làm việc để kiểm tra công tác xây dựng nhà tình nghĩa cho hội người có công với cách mạng và khoảng 13 giờ cùng ngày thì ông Đán kêu mệt và ra xe để về. Nhưng đi được một đoạn thì ông Đán ngã và bất tỉnh cán bộ nhân viên văn phòng đã phát hiện và đưa ông Đán đến bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái để cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập. Thực ra thì trong chế độ cộng sản việt nam trước những thời kỳ mà tiền đại hội tranh giành những chiếc ghế của các cấp từ trung ương xuống đến địa phương thì những chuyện xảy ra như thế này có thể là nguyên nhân cái chết của ông Đán thì có thể là rất nhiều nguyên nhân nhưng uh, theo Mặc dù thì bác sĩ đã tập trung cứu chữa và ông Đán thì đã tử vong với chẩn đoán là nhồi máu cơ tim dẫn đến đột quỵ, hưởng dương 46 tuổi. Ông Hoàng Xuân Đán sinh ngày 11 tháng 10 năm 1974 quê ở xã Mễ Sở, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ông đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Mới khoảng hơn 4 tháng Trước đó ngày 1 trước đó vào khoảng tháng 1 năm 2019 ông Đán được ban thường vụ tỉnh ủy điều động đến nhận công tác ở huyện ủy Lục Yên chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu để bầu giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lục Yên nhiệm kỳ 2016-2021. Ngay sau đó thì Hội đồng nhân dân huyện Lục Yên khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 bất thường tại kỳ họp ông Hoàng Xuân Đán được bầu giữ chức phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên nhiệm kỳ 2016-2021. Và theo đó thì sau cái chết của ông thì lễ viếng sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ ngày 16 tháng 8 tại nhà riêng ở số 13 tổ 2 phường Minh Tân thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái lễ Trì điệu vào lúc 21 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2020 và lễ An táng vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 8 tại nghĩa trang đá bia thành phố Yên Bái Thưa quý vị và các bạn thì chính trường Việt Nam đang nóng và dối bời từng ngày trước thềm đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và hội nghị ban chấp hành trung ương 13 sẽ phê duyệt một bước danh sách ứng viên bộ chính trị khóa 13 sắp diễn ra vào đầu năm 2021. Trong bài nhân sự đại hội 13 gươm đã tuốt khỏi vỏ được đăng trên báo Tiếng dân ngày 16 tháng 3 năm 2020 Chúng tôi đã đưa ra danh sách những nhân vật sáng giá dự định sẽ lọt vào danh sách bộ chính trị khóa 13 cũng như chức vụ mà họ là ứng viên. Tuy nhiên những diễn biến mới nhất trên chính trường cùng với những tranh cãi nảy lửa giữa các phe nhóm trong đảng, danh sách này ít nhiều đã bị ảnh hưởng và bị xáo trộn không ít. Những ngày gần đây có rất nhiều đồn đoán với những thông tin được đưa ra trên mạng xã hội và một số hãng thông tấn theo nguồn tin đáng tin cậy mà chúng tôi có được thì cho đến thời điểm này có 3 thông tin đáng chú ý. Thứ nhất là trong cả hai tuần quốc tang lần trước là tang ông Lê Đức Anh tuy là trưởng ban lễ tang nhưng ông Nguyễn Phú Trọng đã không có mặt vì tuổi cao đi đứng khó khăn và di chứng do đột quỵ khi mà làm việc ở xứ Kiên Giang nơi căn cứ cách mạng cũng như là nơi sinh ra của bà X Nguyễn Tân Dũng vào tháng 4 năm vừa rồi vì lý do sức khỏe không đảm bảo nên cho ông trọng sẽ chính thức rút lui khỏi chính trường không như đồn đoán ông khư khư ôm ghế hoặc sẽ đảm nhận nửa nhiệm kỳ rồi sẽ chuyển giao cho ông trần quốc vượng cái thứ hai là vì vi phạm đạo đức lối sống hoặc tai tiếng trong nhiệm kỳ trước nên vài ủy viên bộ chính trị ban bí thư khóa 12 mặc dù tiểu ban nhân sự du di có cả trong danh sách dự định đưa ra tái cử khóa 13 sắp tới và vẫn có khả năng sẽ bị hội nghị ban chấp hành trung ương khóa 13 xem xét bỏ phiếu bác bỏ. Thứ ba là các bên đồng ý ngồi lại phân tích mặc cả chấp nhận cuộc chơi và tập trung dân chủ bằng đa số phiếu trong bộ chính trị để trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo cấp cao và tạo điều kiện cho lớp kế tục phát huy khả năng các ủy viên bộ chính trị tuổi ngoài 65 sẽ phải về vườn, hai nhân vật được bộ chính trị giữ lại tiến cử nhân sự đặc biệt để trình cho ban chấp hành trung ương tại đại hội 13 vào trung tuần tháng 9 năm 2020, đó là Trần Quốc Vượng và CLMV Nguyễn Xuân Phúc Thưa quý vị và các bạn, các cuộc họp quyết định nghe nói đều tham khảo, bám sát và căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng thông qua vào ngày 19 tháng riêng năm 2011. Quy định 214 quy đề trên TVK ngày 2 tháng 1 năm 2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện ban chấp hành trung ương Bộ Chính trị, ban bí thư quản lý. Chỉ thị 35 CT trên TV kép ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng chỉ thị 35 CT trên TV kép ngày 30 tháng 5 năm 2019. Kết luận 60 KL trên TV kép ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử, chính quyền và trình độ chuyên môn lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp, cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hướng dẫn 26 HG trên BTC TVK ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị 35 CT trên TVK ngày 30 tháng 5 năm 2019 dưới đây là danh sách được dò dỉ mà chúng tôi nhận được dự định sẽ trình Đại hội Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 13 họ tên năm sinh quê quán chức vụ đang nắm giữ và vị trí ứng cử khóa 13 năm 2021-2026. Thứ nhất là Trần Quốc Vượng, sinh năm 1953, quê ở Thái Bình, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ứng cử viên Tổng Bí thư. Thứ hai là Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1954, quê ở Quảng Nam, Ủy ban Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, ứng viên Chủ tịch nước. Thứ ba là Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, quê ở Nghệ An, ủy viên Bộ Chính trị, ứng viên Thủ tướng và thứ tư là Trương Thị Mai, sinh năm 1958, quê ở Quảng Bình, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban dân vận Trung ương, ứng viên Chủ tịch Quốc hội. Thứ năm là Phạm Minh Chính, sinh năm 1958, quê ở Thanh Hóa, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương, ứng viên Thường trực Ban Bí thư. Thứ sáu là Trần Cẩm Tú, sinh năm 1961, quê ở Hà Tĩnh, bí thư Trung ương Đảng, tái cử, chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thứ bảy là Tô Lâm, sinh năm 1957, quê ở Hưng Yên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ứng viên Phó Thủ tướng, Thường trực. Thứ tám là Phạm Bình Minh, sinh năm 1959, quê ở Nam Định, Ủy viên Bộ Chính trị, tái cử, chức Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Thứ 9 là Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1961, quê ở Phú Thọ, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ứng viên Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Thứ 10, Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, quê Vĩnh Long, ủy viên Bộ Chính trị, tái ứng cử chức trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 11, Vũ Đức Đàm, sinh năm 1964, quê Hải Dương, ủy viên Trung ương Đảng, tái ứng cử chức Phó Thủ tướng. 12, Lương Cường sinh năm 1957, quê Phú Thọ, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ứng viên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 13. Phan Đình Trạc, sinh năm 1958, quê Nghệ An, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, ứng viên Bộ trưởng Bộ Công an. 14. Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, quê ở Quảng Ngãi, bí thư Trung ương Đảng, tránh án tòa án nhân dân tối cao, ứng viên trưởng ban nội chính Trung ương. 15. Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962 quê ở Hậu Giang, Bí thư Trung ương Đảng, tái ứng cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 16 là Trần Tuấn Anh sinh năm 1964 quê ở Quảng Ngãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ứng viên trưởng Ban Kinh tế Trung ương. 17 Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957 quê ở Tây Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương, ứng viên trưởng Ban dân vận Trung ương. 18 Lê Thị Nga sinh năm 1964 quê Thái Nguyên, ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, ứng viên Phó Chủ tịch Quốc hội. 19 Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962 quê ở Bến Tre, ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ứng viên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Từ bây giờ đến Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ còn có những thay đổi với những màn đấu đá tranh giành ghế, nhưng có lẽ không khốc liệt như lần đại hội kỳ trước, trước khi danh sách được chốt lại hợp thức hóa tại đại hội vào đầu năm tới. Thưa quý vị và các bạn, nếu tỉnh táo chắc chắn người ta sẽ thở dài khi thấy hệ thống truyền thông chính thức đồng loạt loan báo Tin mà ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung có nhiều chỉ đạo bất thường để cho công ty Nhật Cường có cơ hội trúng thầu. Tường thuật về những chỉ đạo bất thường của ông Trung trên hệ thống truyền thông chính thức để cho công ty Nhật Cường trúng thầu không phải là đầu điều, ra, điều tra riêng của nhà báo. Ai cũng thấy các tình tiết liên quan đến vai trò trách nhiệm của ông Trung trong vụ án buôn lậu vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty nhật cường vừa được tường thuật rộng rãi đều từ công an mà ra thay công an để loan báo các tình tiết liên quan đến vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước dính líu đến ba cá nhân mà công việc của họ đều liên quan mật thiết đến ông nguyễn đức trung tức trung con chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội Cần phải nhớ rằng luật tố tụng hình sự cấm việc tiết lộ bí mật điều tra, điều 177, còn luật hình sự xác định việc cố ý làm lộ bí mật điều tra và tội phạm và tùy tính chất, mức độ sai phạm, người vi phạm có thể bị phạt 7 năm tù theo điều 286 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Đến nay thì ông Trung vẫn chưa phải là bị can trong số bất kỳ vụ án hình sự nào. Bộ Chính trị chỉ tạm đình chỉ sinh hoạt đảng của ông Trung trong Bộ Chính trị, Đảng Bộ, Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Hà Nội và không cho phép ông hành xử như Phó Bí thư Thường trực của Thành ủy Hà Nội trong 90 ngày. Cũng tương tự như Thủ tướng Việt Nam cũng chỉ tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch thành phố Hà Nội của ông Trung trong vòng 90 ngày để công an dễ dàng thực hiện công việc điều tra. Về nguyên tắc thì điều tra chỉ nhằm xác định ông Trung có tội hay không, bị điều tra không phải là đương nhiên trở thành tội phạm, đó cũng là lý do Thiên hạ cấm các cơ quan điều tra tiết lộ bí mật điều tra. Thế thì tại sao công an lại tích cực tiết lộ bí mật điều tra, chưa kể trước đến nay gần như chẳng bao giờ hệ thống bảo vệ pháp luật xuống tay với đảng viên nào vì vi phạm pháp luật nếu đảng chưa kỷ luật. Đồng chí đó vì sao ủy ban kiểm tra của ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chưa xem xét chưa đề nghị kỷ luật như quy trình mà xưa giờ vẫn áp dụng đối với các đồng chí loại đặc biệt thuộc diện bộ chính trị quản lý. Vì sao chưa thấy ý kiến của ban chấp hành trung ương Đảng, bộ chính trị chưa xác định rõ và có kỷ luật hay không mà công an bất kể truyền thống, bất chấp pháp luật và liên tục cung cấp đạn dược cho hệ thống truyền thông chính thức bắn phá ông Nguyễn Đức Trung một cách dữ dội như vậy? Vậy thì ai là kẻ đã đứng đằng sau các cơ quan truyền thông để đánh phá Nguyễn Đức Trung một cách tàn bạo và bầm dập như vậy. Rõ ràng là hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, hệ thống bảo vệ pháp luật của Việt Nam không mắc tứ chứng nan y, mù cầm điếc và bại liệt. Thế thì tại sao đến năm ngoái mới phát giác chủ công ty Nhật Cường buôn lậu vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và từ năm ngoái đến nay mới phát giác hàng chục viên chức hữu trách tiếp tay cho chủ công ty nhật cường phạm đủ mọi thứ tội quy hoạch quy định quy trình lựa chọn sắp đặt nhân sự vẫn được khẳng định là chặt chẽ đúng đắn tại sao lại để lọt ông trung đảng có chịu trách nhiệm không khi mà nâng ông trung để ông tiếp tục phạm thêm nhiều tội khác nhau Vụ án thứ ba mà công an cho rằng ông Trung có liên quan là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội. Có phải là vụ công ty Arctic do con của Trung Con làm giám đốc được chọn làm doanh nghiệp độc quyền cung cấp RIT OC 3C, sản phẩm xử lý ô nhiễm nguồn nước cho Hà Nội? Từng khiến cho dư luận dâm dàn cách này vài năm và tại sao đến bây giờ thì công an mới tích cực tìm hiểu tại sao văn phòng ban chấp hành trung ương đảng tích cực thái quá đến mức hư hữu soạn gửi văn bản yêu cầu ban tuyên giáo ban chấp hành trung ương đảng chỉ đạo hệ thống truyền thông đồng loạt đưa tin ông Trung bị tạm đình trị công tác trong ngày 11 tháng 8 năm 2020 vừa qua liệu tất cả những dấu hiệu khác thường liên quan đến việc đảng đột ngột xử lý Nguyễn Đức Trung hết sức nghiêm khắc sai cả với truyền thống thực thi kỷ luật đảng lẫn pháp luật thực thi có liên quan đến việc lựa chọn sắp đặt nhân sự lãnh đạo đảng tại đại hội 13 để lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam trong 5 năm sắp tới hay không? Và so sánh cách xử lý ông Trung với cách xử lý ông Nguyễn Nhân Chiến cũng là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Bắc Ninh cách xử lý ông Tất Thành Càng, cựu ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, cựu phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thì sự nghiêm khắc này hoàn toàn không phải là nghiêm minh mà đó chỉ là giết nhau vì tranh giành ghế. Một ông Nguyễn Nhân Chiến táo tợ đến mức bôi bẩn toàn bộ các hoạt động liên quan đến những đại hội Đảng đang diễn ra rầm rộ trên khắp mảnh đất Việt Nam thản nhiên khai quang đổ bê tông cho quan lộ của trưởng nam chuyển bí thư thành phố bắc ninh vừa tái đắc cử đảm nhận công tác khác để chỉ định con trai thế chỗ và khiến cho ban tổ chức ban chấp hành trung ương đảng phải lên tiếng chấn chỉnh nhưng vẫn không hề ngán ngại tiếp tục điều chuyển trưởng nam vốn không chuyên môn không kinh nghiệm sang làm trụ cột cơ quan chuyên trách những lĩnh vực quan trọng nhất đối với dân sinh của cả một tỉnh việc làm, môi trường lao động, an sinh xã hội thì rõ ràng là không thể bảo đó là nghiêm minh. Một ông Tất Thành Cang là thủ phạm vụ chuyển nhượng 43 hecta đất ở nhà bè thành phố Hồ Chí Minh, nếu không đổ bể sẽ khiến cho công khố mất đi khoảng 2.000 tỷ Việt Nam đồng. Cách này 2 năm từng bị Ủy ban kiểm tra Ban chấp hành Trung ương Đảng kết luận đã có những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng nên bị Ban chấp hành Trung ương Đảng tước bỏ tư cách ủy viên của cơ quan này, bị cách chức Phó Bí thư thường trực và tư cách ủy viên Ban thường vụ của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mới được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phê bình. Vì sao Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thừa nhận ông Cang đã đồng phạm gây ra thảm nạn thủ thiêm Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chỉ bị phê bình với lý do hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng. Về nguyên tắc thì việc xác định thời điểm để tính toán thời hiệu áp dụng quy định của đảng trong xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên hay áp dụng các quy định của pháp luật nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công dân nếu dựa vào một trong hai yếu tố hoặc tính từ thời điểm xảy ra vi phạm hoặc tính từ thời điểm phát hiện vi phạm. Thảm nạn Thủ Thiêm xảy ra cách nay hai thập niên nhưng chỉ đến cách nay vài năm mới được xác định là có vi phạm. Nếu thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chọn thời điểm phát hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm có vi phạm để tính thời hiệu thì rõ ràng là không thể chỉ phê bình ông Cang và nhiều ông khác. Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh hết sức liều lĩnh khi chọn thời điểm xảy ra vi phạm để tính thời hiệu bởi lựa chọn đó đồng nghĩa với việc mặc nhiên thừa nhận hệ thống chính trị hệ thống công quyền đã biết dự án xây dựng khu đô thị mới thủ tiêm có vi phạm từ khi khởi động và không những vấn đề để những vi phạm đó xảy ra hủy hoại tương lai của vài chục ngàn người mà còn lựa chọn sắp đặt ông càng làm cán bộ cấp chiến lược lựa chọn thời điểm tính thời hiệu kiểu đó có khác gì thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thay mặt cho toàn đảng thách thức công chúng bất kể hậu quả nghiêm trọng thế nào thì cũng sẽ không có bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm lịch sử nhân loại cung cấp hàng loạt ví dụ cho thấy nghiêm khắc nhưng không nghiêm minh là cội rễ của bất nhân vô đạo không xứ nào không xứ sở nào dân tộc nào có thể xây dựng một xã hội thật sự công bằng dân chủ văn minh trên nền tảng đó song ở việt nam nghiêm khắc nhưng không nghiêm minh đã cũng như đang được ứng dụng như thủ thuật trị an của cả một nội bộ đảng lẫn quản trị điều hành quốc gia thực tế cho thấy trong đảng thủ thuật này vẫn thúc đẩy tập hợp phát triển lực lượng và khiến cho các băng nhóm sử dụng mọi thủ đoạn để thu đoạt, nắm giữ mở rộng quyền lực và tránh việc trở thành nạn nhân nghiêm khắc. Thưa thưa quý vị và các bạn, đối với dân thì nghiêm khắc giúp giảm đáng kể sự bất bình về những bất toàn của hệ thống chính trị, bất cập trong xã hội và thường làm thiên hạ quên đòi nghiêm minh. Và đó là lý do về việc hành xử một cách nghiêm khắc với một vài cá nhân khiến cho nhiều người tin đảng có quyết tâm chống tham nhũng chỉnh đốn. Cho dù thực tế thì chỉ ra đảng vẫn thế, vẫn đốn mà không chỉnh. Quan sát phản ứng của công chúng ắt sẽ thấy rằng sự kiện ông Trung đang bị đồng chí đánh cho tả tơi làm nhiều người hạ dạng. Sự hạ dạ giảm bớt sự phẫn nộ nơi nhiều người về cách xử lý vụ đồng tâm bởi ít ra thì công chúng cũng được chứng kiến quả báo nhận tiền, như vậy mà đảng có thể duy trì ổn định chính trị. Chuyện ông Nguyễn Nhân Trinh chỉ có thể làm bí thư thành ủy Bắc Ninh trong vòng 13 ngày cũng vậy và sự hả dạ khiến cho công chúng quên rằng nếu họ không sử dụng các quyền hợp pháp của họ để buộc đảng phải có biện pháp đủ mạnh, đủ hiệu quả nhằm khai tử phương thức lựa chọn sắp đặt nhân sự sức sược kiểu đó thì con vua vẫn làm vua, con sái ở chùa thì vẫn quét lá đa và rõ nhất là thảm nạn thủ thiêm việc xử lý tất thành càng một cách nghiêm khắc vì chỉ đạo chuyển nhượng hơn ba chục hecta đất nhà bè rẻ hơn giá trị thực tới hai nghìn tỷ việt nam đồng đã kéo mức độ bất ổn về nhân tâm dân ý đối với nạn với thảm nạn thủ thiêm xuống ngưỡng mất an toàn thưa quý vị và các bạn Thời gian vừa giúp cho đảng thoái thác nghiêm minh và vừa tìm được lối thoát cho việc giải quyết thảm nạn thủ thiêm bằng thời hiệu. Cứ ngẫm sẽ thấy đảng không cần được dân chúng tin yêu. Sở dĩ thỉnh thoảng đảng lại tỏ ra nghiêm khắc với một số đồng chí vì đó là chính cách đảng chủ động sử dụng để chỉ cho dân chúng thấy bóng dáng công lý đã thấp thoáng ở cuối đường. Đảng chỉ cần dân tiếp tục nhẫn nại chờ đợi và sự nghiêm minh sẽ đem tới công lý toàn phần. Như vậy mà đảng có thể tiếp tục duy trì được đặc quyền lãnh đạo toàn diện tuyệt đối trên con đường hướng tới nghiêm minh. Công lý nửa vời là một loại vũ khí hữu dụng giúp cho hạ cùng một lúc hai loại đối tượng đó là đồng chí không đồng sàng và đồng bào tuy không đồng tâm nhưng dễ bị phân tâm. Thưa quý vị và các bạn, thì ngày hôm qua Trương Duy Nhất, một nhà bất đồng chứng kiến đối với chế độ cộng sản Việt Nam thì đã bị tuyên y án 10 năm tù dù viện kiểm sát rất đuối lý trong các vấn đề này. Và hôm 14 tháng 8 thì broker nhà báo Trương Duy Nhất bị tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội tuyên phạt y án 10 năm tù với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự. Vụ án bán nhà đất số 82 Trần Quốc Toản ở Đà Nẵng cho công ty xây dựng 79 của ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, liên quan đến thời điểm ông Nhất còn làm trưởng văn phòng ở Đà Nẵng và báo đại đoàn kết. Các báo đảng dẫn cáo trạng nói ông Nhất gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước với số tiền hơn 13 tỷ Việt Nam đồng tương đương với 559 530 đô la Mỹ và rằng việc truy tố ông là đúng người đúng tội và không bị hoàn sai. Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh thì tường thuật đối với quy kết làm thất thoát hơn 13 tỷ Việt Nam đồng ông Nhất nói mình không gây thiệt hại gì. Theo tờ báo thì ông Nhất lập luận tại tòa rằng ở phiếu ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nếu việc bán nhà đất không qua đấu giá rẻ hơn giá trị thị trường gây thiệt hại từ số tiền chênh lệch này thì đó là trách nhiệm của bên bán còn với báo Đại Đoàn Kết ông Nhất nói mình cũng không gây thiệt hại gì mà còn làm lợi cho báo không cần bỏ ra chi phí gì nhưng vẫn có trụ sở làm việc hàng trang sau khi đưa ra rất nhiều căn cứ để chứng minh ông Nhất đề nghị hội đồng xét xử tuyên mình không phạm tội nhưng không được chấp nhận Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nói những lời sau cùng tại phiên tòa hôm 14 tháng 8 ông Trương Duy Nhất điềm tĩnh nói mà không bị chủ tòa chủ phiên tòa ngắt lời. Xin trích, chiếu theo các căn cứ pháp luật và pháp lý và những chứng cứ thẩm tra tại tòa trong cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm nếu có hiểu biết về pháp luật, còn chút lương chi thì không thể kết tội tôi. Hết trích. Trong vụ việc này, tôi là người mang lại lợi ích lớn lao cho báo đại đoàn kết, không phải là người gây ra thiệt hại và không có bất kỳ hành vi sai trái nào, không vụ lợi hay động cơ gì và cũng không có không có tội phạm. Tất cả chỉ là một đòn thù chính trị đề hèn nhằm dập tắt tiếng nói của Trương Duy Nhất. Đòn thù nhơ nhớp của các thế lực què quặt về tư duy, lũ lẫn về trí tuệ. Trong các lần lấy công, các điều tra viên đã chấn an tôi rằng sẽ đến ngày thế cuộc xoay chiều. Khi đó, chính họ sẽ lại là người ngồi thay vào vị trí của tôi hôm nay. Tôi hiểu và nhận ra lỗi lo lắng thật sự của họ và nó sẽ đến trong một tương lai rất gần rất có thể điều báo ứng sẽ ập xuống quãng đời của chính họ chứ không phải đợi đến thế hệ con cháu của họ vì thế đối với những vụ án như của tôi điều quan trọng không phải là sự trừng phạt chúng tôi mà chính là ở giá trị thức tỉnh dành cho chiều ngược lại đừng để cho các thế hệ con cháu sau này nhìn lại phải cúi đầu tủi hổ về những phán quyết sai lầm của cha ông chúng của những một thời nhóm lò loạn lạc một thời đất nước tưởng có phúc mà vô phúc có trọng mà không được trọng với các đồng nghiệp những nhà báo đang tham dự và theo dõi phiên tòa hãy đưa thông tin đầy đủ và trung thức và đặc biệt là những lời nói sau cùng của tôi nếu không thể đăng phát được trên truyền hình và báo chí thì hãy đưa lên trang mạng và cá nhân của các bạn. Tôi xin cảm ơn các bạn về điều này. Cuối cùng, để khép lại phần lời nói sau cùng trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay, xin được đọc 4 câu thơ mà tôi viết vội đêm qua. Ôi đất nước, thua nhóm lò loạn lạc, lú cũng lên ngôi, kẹo cũng sưng hùng. Mẹ tổ quốc hay chúng mình có lỗi, trí nhân đầu giặt một lũ điên khùng sau khi phiên tòa kết thúc, luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho ông Trương Duy Nhất nói với Nhật Báo Người Việt: đây là phiên tòa thiếu dân chủ và không bảo đảm tính bình đẳng giữa bên buộc tội và bên bào chữa. Tôi rất thất vọng vì Viện Kiểm sát lẩn tránh tranh luận và trả lời hàng loạt vấn đề pháp lý và vô lý của luật sư nêu ra. Dù tôi đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu Viện Kiểm sát tranh luận, nhưng họ vẫn lẩn tránh và chủ tọa phiên tòa đã cứu bồ cho kiểm sát viên bằng cách tuyên bố ngừng tranh luận. Tôi cũng đối, tôi phản đối chủ tọa nhưng ông ấy vẫn tuyên bố ngừng ở phiên tòa này. Chứng cứ buộc tội thiếu thuyết phục và thậm chí vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nhưng vẫn được chấp nhận, luật sư Mạnh nói thêm. Ông Trương Duy Nhất, 56 tuổi, chủ nhân blog của trang Facebook Một góc nhìn khác với những bài phân tích sắc sảo về các vấn đề thời sự chính trị xã hội Việt Nam theo cách đánh giá riêng của ông, vốn là cái gai trong mắt của nhà cầm quyền, nhất là đối với thủ tướng CLMV, Nguyễn Xuân Phúc. Cuối năm 2018, ông sang Bangkok, Thái Lan tới văn phòng cao ủy tị nạn Liên hợp quốc làm đơn xin đi tị nạn chính trị tại một nước thứ ba. Hà Nội cho người sang lập mưu và bắt cóc ông ngày 26 tháng Giêng năm 2019 và đưa về Việt Nam. Ngày 6 tháng 7 năm 2020 khi gặp các luật sư tại nhà giam để thảo luận vấn đề bào chữa trong phiên phúc thẩm, ông Trương Duy Nhất vẫn cả quyết mình không hề phạm tội gì mà chỉ là nạn nhân của đòn thù chính trị mà chế độ đã áp đặt lên ông. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi